Mỗi hình trên đây có bao nhiêu tam giác? Với một hình vuông và hai đường chéo, ta có 1, 2, 3, 4 cộng thêm 1, 2, 3, 4 bằng 8 tam giác. Ta có thể viết 1 x 8 bằng 8 tam giác. Với hình gồm hai hình vuông, trước hết mỗi hình vuông sẽ có 8 tam giác, nên hai hình sẽ có 2 x 8 cộng thêm với một cặp tam giác có đỉnh ở đây và ở dưới, tức là cộng thêm 1 x 2 bằng 18 tam giác. Với ba hình vuông, trước hết ta có 3 x 8 tam giác cộng thêm với 1 2 cặp tam giác có đỉnh ở đây và ở dưới, tức là cộng 2 x 2 bằng 28 tam giác. Theo cách tính trên, bạn hãy tính xem hình dưới có bao nhiêu tam giác. Comment kết quả của bạn ở phía dưới. Bài toán này được tham khảo từ sách EQ Việt Nam. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ. Đừng quên subscribe để nhận được những bài toán hay tiếp theo.